Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào tất cả anh em. Như vậy là mình đã mở thêm một tính năng mới chiêu mộ giới hạn anh em nhé. Ở trong này mình có thể sở hữu được Pokemon UR và ôi rồi trong này cho anh em xem nha. Ở đây là mình sẽ có thể nhận được Kyogre. Trời ạ, đẹp quá. Tiếp theo là một em Pokemon UR mình đã sở hữu được một em. Đó chính là Groudon. Và đây rồi, chúa tể bầu trời, giúp cho chúng ta có thể tìm lại bầu trời. Đấy, vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu. Là Rayquaza. Thì em Rayquaza này mình rất là bầu kết luôn, nên là có khi mình sẽ lựa chọn em Rayquaza để có thể là 50% tỷ lệ nhận được Pokemon UR trong danh sách yêu thích. Đây này anh em ạ, ở đây chúng ta có một cái ô, chúng ta có thể lựa chọn được một trong số những cái em này là Pokemon yêu thích của mình. Và nếu như anh em để Pokemon yêu thích ở đấy thì khi chiêu mộ chúng ta sẽ có 50% tỷ lệ nhận được. Ha ha ha. Còn đây là Reshiram nha. Palkia. Tiếp theo là Giratina cũng có luôn. Anh em thích Pokemon nào nhất? Đây này. Đây là Dialga. Tiếp theo đây là gì nhỉ? Zekrom. Wow, không ngờ là cái trí nhớ của mình về các tên Pokemon nó vẫn còn như hình với bóng anh em ạ. Đây là gì nhỉ? Hillram. Tiếp theo này là DNC. Trời ơi. Cái này là gì nhỉ? Hả? Ham này là ham Pokemon mới. Chết rồi. Không nhớ tên ham này anh em ạ. Em nào biết thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Ôi chết, mình phải lựa chọn Rayquaza, chúa tể bầu trời đây, để đi chiêu mộ nha anh em. Rồi, thật tình cờ là mình có 50 cái vé và triệu hồi 50 lần thì mình chắc chắn là có được một em UR anh em nhá. Ừ, chơi luôn nhỉ. Hỏng quá, có khi nào chưa đến 50 lần nó đã ra được không? Nào, được cái gì đây? Không biết là có những Pokemon gì nào. Giao diện triệu hồi cực kỳ là xịn sò con bò nha. À, mình có 3 mảnh này. 3 mảnh Kyurem, đồng thời là mình có được một em cừu điện. Hay quá. 10 lần nữa. Cố lên nào, mình sẽ ấn bỏ qua. Mảnh Reshiram, một mảnh. Và Torchic. Em này có thể tiến hóa lên con gà lửa, đấm bốc rất ghê luôn. Tiếp theo, để mình xem nào. Ôi, Kyurem, Palkia. Ui, mấy mảnh Kyurem đến này. 4 mảnh Kyurem. Và một em Glolith, con hổ lửa anh em ạ. Lần thứ tư, một em UR đi. Là trời, không có. Và Snorlax, thế là mình có 3 em Snorlax ở trong đội hình rồi anh em ơi. Phát cuối cùng chắc chắn là sẽ có Rayquaza. Đây rồi. Wow. Đây rồi anh em ơi. Rayquaza. Trời ơi. Đẳng cấp luôn anh em ạ. Chiêu môn đẹp thế nhỉ. Một trong những Pokemon mà mình thấy cực kỳ là đẹp, đặc biệt là khi nó tiến hóa Mega được anh em nhá. Perfect luôn. Mình chi luôn. Ok. Lại tiếp tục là đi kiếm cái vé chiêu mộ này để có thể là chiêu mộ thêm nhiều em Rayquaza nữa, nâng cấp thôi anh em ơi. Wow. Pokemon. Đâu rồi? Đâu nhỉ? Đấy rồi. Chị cho các bạn nguyên anh em ơi. Thế khả năng cao là mình phải bỏ bớt một em Pokemon đi rồi, đó chính là em Charizard này thôi. Thôi, tạm biệt. Buồn lắm, mặc dù rất là buồn nhưng mà phải tạm biệt Charizard thôi anh em ơi. Tái sinh luôn. Osake. U là trời. Bây giờ thì sẽ nâng cấp vào Rayquaza anh em nhá. Mình sẽ có bao nhiêu đồ đạc con lành cành đào mình cho em Ray hết. Mình sẽ cởi bỏ đồ của em này. Hiện tại đồ của em Groudon đã là ngon nhất. Nhưng mà mình sẽ phải gỡ thôi. Mình phải ưu tiên cho Rayquaza thôi. Rất chi là sorry nha. Không sao, tí nữa mình sẽ mặc lại đồ cho nó, chứ không để nó cởi trần như vậy đâu. Đeo ngay này. Đeo ngay này. Lực chiến của em nó đã lên 69.800 mà chưa nâng bậc, chưa nâng kỹ năng gì luôn. Nâng tiếp nào. Ok. Hôm nay mình xả thể lực một tí nữa có thể lên được level 50 ngay. Cực kỳ là đơn giản. Bảng xếp hạng đang rất chi là căng thẳng.
mình với cả một bạn top 1 nữa. À, hai ông lên tranh nhau top 1, một bạn nữa. Càng lắm anh em ạ. Điểm nỗ lực. All in hết vào điểm nỗ lực đây luôn anh em ơi. Tí nữa mình sẽ nâng điểm nỗ lực thì thôi rồi lượm ơi luôn. Cực kỳ khủng khiếp. À, không biết là làm nào để mega được thì chưa thấy có mở tính năng đấy. Tẩy luyện. Tẩy luyện xong rồi. Ôi. Ôi. Tẩy 3 phát đều bị giảm chỉ số đi này anh em. Cày thế nhở. Xong rồi toang. Đèo ngay. Cái này là công đặc biệt. Công gỡ ngay. Còn cái gì có thể đeo không? Không có gì. Thế này mình sẽ đeo lại cho em Rayquaza. Ừ, đâu rồi? Đây. Đeo luôn. Cộng 10k để được chiến lên 79k luôn anh em ạ. À, nâng sao? Mình có một em UR đít to. Ok. Lên được bao nhiêu k để được chiến? Lên 83k8. Ngon. Thế là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sổ tay này. Xong mình sẽ đi test thử sức mạnh của Rayquaza xem như thế nào anh em nhé. Chờ mình một chút, mình sẽ mở nốt mấy cuốn sổ tay ở trong này đi. Sưu tầm sổ tay đấy, anh em thấy chưa? Rayquaza hơi bị ngầu luôn và thu thập nè. Xin luôn. Ok là. Bây giờ là đổi. À không nhầm, đội chứ không phải đổi anh em nhá. Chỉnh sửa một tí đi. Charizard này. Trợ chiến này. Pokemon nào thì có thể trợ chiến đây? Ủa, vị trí 1 là Pokemon SR nhưng phải đạt 10 sao. Ôi thật là kinh phục. Pokemon UR đạt 8 sao thì mới có thể trợ chiến được. Càng ấy, vui mở server mới xem có cái gì không nào. Ôi tìm lưu trường, ôi ngon. Thêm một dương SR có thể lựa chọn được để mình xem nâng cấp được cho em nào đây. Dùng. Ơ, nhưng mà không thể có Pokemon thần anh em. À, mình sẽ lấy em rùa. Mình sẽ nâng cấp nó lên level 35, sau đó là đi tiến hóa Mega. À, không phải tiến hóa Mega mà là tiến hóa thôi. Nhiệm vụ. Ôi, thôi tạm thời thì đã. Bây giờ mình sẽ đi đánh thử một chút ở trong mình đấu trường xem nào. Đối chiến này. Ai à, bạn này lên 421k điểm lực chiến rồi. Mình sẽ đổi lại đội một tí. Cho em này vào. Ok. Ủa, nó không nhảy điểm lực chiến nữa nhỉ. 395k. Ai à, thử thách là đánh với bạn nào được ta? Đánh với bạn boss này nhá. Đánh với bạn này trước đi. Sau đấy mình sẽ đánh với bạn top 1. Wow, mình tranh với bạn top 3 này tận hơn 100k điểm lực chiến. Chủ yếu là xem hiệu ứng skill kỹ năng của em Rayquaza sẽ như thế nào đây. Đây rồi. Ok. Ủa, còn em nào? À, còn em này. Đây nữa. Ó, đúng chưa nhở? Thiếu thốn gì chúng ta? Cho em này lên đầu. Hợp lý chưa? Ơ, thế cái đội mà lúc nãy mình vừa bố trận hình như có gì đó sai sai nhở anh em nhở? Đội. Ơ, đúng rồi mà. Ơ. Khiêu chiến. Lại anh em ơi. Rồi. Đây. Đấy, nó phải như thế này này anh em này. Đấy. Kiểu như này là nó sẽ hợp lý này. Nhiều Pokemon công quá. Rồi, mình phải ngâm cứu tí xem là Groudon xếp hạng 1 có ok hơn hay không nha. Rồi, chưa đến lượt Rayquaza đánh. Đấy rồi, một phát xịt đầu tiên. Nhưng mà mình thấy là Rayquaza ở trạng thái chưa tiến hóa Mega thì nó vẫn chưa đạt được sức mạnh tối đa anh em ạ. Nó phải có trạng thái Mega vào mới gọi là bá đạo cơ. Xịt luôn. Một phát. Đi không? Không đi được em nào cả. Ui, tát đai của mình đánh khá là đau nhờ.
một phát nữa. Ui, ulti đẹp thế. Wow, kinh khủng vậy. Được nhờ. Rồi luôn em on chat đánh à. Bên mình Registeel thì có khiên các kiểu luôn. Ok. À đây là lúc nó đang sử dụng bản kỹ năng nộ. Giật mình tưởng bị mất auto anh em ạ. Kẻ một vạch. Tiếp tục kẻ vạch nữa. Nhưng con khiên nó có bất tử hay sao ấy nhở. Ok. Ây à, nó vẫn được hồi máu kìa. Bởi vì nó vẫn còn Celebi. Celebi vì chúng tôi này. Celebi vì chúng tôi này. Đúng rồi. Đau chưa. Ngủ say luôn. Đấy là hiệu ứng của em Darkrai nha. Một phẹt. Một phẹt. Mày à bưởi. Đóng băng nó đi. Giảm tốc nó đi. Vỗ nó đi. Ok. Ok. Kẻ. Ok. Thắng rồi anh em ạ. Bởi vì bạn ấy kém mình tận 100k để mình chiến rồi mà. Giờ bắt đầu là căng thẳng hơn khi mà đánh bạn top 1 đây này. Bạn top 1 là không biết là chơi đội hình gì đây. Latios. Rayquaza. Bạn ấy cũng mở được cái chiêu mộ rồi. Thế cho nên là bạn ấy cũng ước Rayquaza luôn. Trời ơi, để xem em Rayquaza của ai nó sẽ ok la hơn anh em nha. Ok, khai chiến luôn. Xem nào. Xem Rayquaza của ai khỏe hơn. Ôi dồi ôi, đau chưa. Sờ nó lắc với chúng tôi à. Ôi nhưng mà Registeel của mình cũng mất nhiều máu quá này. Một phẹt. Thì chết rồi, bị đóng băng. Nhưng nó cũng bị đóng băng Celebi hay quá. Cố lên. Ờ mình cũng bị đóng băng Celebi luôn mới đau ý. Ủa. What. Em Latios của bạn đấy đánh cực đau nha. Không thể tin nổi anh em ơi. Hôn quá. Rồi luôn. Và thêm em Dragon Knight nữa. Đánh cũng rất thốn anh em ạ. Ui là trời. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào hàng sau thôi. Nhưng mà em Latios của bạn ấy đánh vẫn cực kỳ là lực nha. Quá lực luôn đi. Không ổn rồi. Thế này thì liệu rằng là có cầm cự được hay không đây. Tiếp tục là sử dụng skill đến từ Rayquaza. Tuy nhiên là team bạn đấy vẫn còn quá là đông. Và em Latios tiếp tục là sử dụng qua chiêu thức nữa. Ui trời, xong rồi. Cứu với. Không ổn tí nào anh em ạ. Ôi. Ôi. Cố lên Darkrai ơi. Thôi. Biết ngay mà. Ủa tại sao em Latios này đánh đau thế nhở. Khả năng là skill hệ rồng của nó khỏe anh em ơi. Thế này thì mình sẽ quay trở lại ngâm cứu một chút về skill của em Latios. Mà tại sao nó lại mạnh như thế. Oh my god. Pokemon mình cũng có một em Latios đây. Latios đây. Vì sao mạnh thế nhở. Quay điểm trùng tập có 600 thôi mà. Kỹ năng xem nào. Kỹ năng là tấn công một kẻ địch. Đây là skill hệ rồng nha. Gây sát thương đặc biệt. Bản thân tăng 10% tốc độ. Quả này thì tấn công kẻ địch gây sát thương đặc biệt. Xua tan một búp. Gây sát thương, bình thường nhỉ. Đây quả này này. Tấn công hàng ngang gây sát thương đặc biệt. Khi tốc độ bản thân cao hơn mục tiêu gây thêm 10% sát thương lên mục tiêu. Ảo thật ý. 6 sao mở quả kỹ năng Latios cứ hạ gục một mục tiêu rút lấy 500 tốc độ. À mà sao nó được đánh nhiều thế. 7 sao tốc độ tăng 8 sao hiệu quả một kỹ năng khi tốc độ của Latios cao hơn 10% né đòn. Nhìn chung là cũng bình thường rồi nhỉ. Đánh đau á. Cay thế nhỉ. Thôi không sao. Mình sẽ tiếp tục là nâng cấp Pokemon mà sau đó quay trở lại để trả thù bạn ấy nha. Còn giờ thì xin chào mừng lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.